Kampi sampa kampi sampa vedi apamano ca olaro opaso loke paturaho si ati kamme vatevanam devanupavang atako pakawa utanam utane si anja si vatapo Anjo anja siwata po kon tanjo ti iti hitang aya samato kon tanja sa anja kon tanjo tawe wanamang aho si. Đây là chương trình Phật Pháp trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Boston 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con là nhà Nguyệt Thành kính đã đẩy trên mục đích thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, thì theo giáo đảng biên soạn tiếp tục bài 60, Tương học thuộc tánh đối với tâm, sẽ do Thượng tọa Điện Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bích Thà nhé. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành vãng sanh. Nam mô Bích Thầy Giác Sa Tu Lành Thầy chúng con kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma tiếp tục bài 60, tương hợp thuộc tánh đối với tâm. Chúng con cùng thỉnh thỉnh và tự siêu từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nha. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thượng Vân Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Khi chúng ta học về thắng pháp tâm và tâm sở,
Không phải là chúng ta chỉ học tâm riêng, tâm sở riêng vậy là đủ. Và chúng ta cần phải học biết rõ về cái mối tương hợp giữa tâm và tâm sở. Trước đây chúng ta đã học về tâm có bao nhiêu thuộc tánh, và chúng ta cũng đã học xong về những cái thuộc tánh nó phối hợp được bao nhiêu tâm, mà chỉ mới có phần thuộc tánh biến hành trở thành thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái thuộc tánh tự tha biệt cảnh, gồm có sáu, tức là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Và khi mà chúng ta biết được mỗi thuộc tánh đó nó phối hợp với những tâm nào, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái tính chất của tâm ấy. Khi mà nó sinh khởi, nó sẽ làm công việc gì, và cái tính chất của tâm đó là như thế nào. Đây là cũng là vấn đề cần thiết, vấn đề quan trọng. Cho nên mặc dù chúng ta nghe dường như cứ lặp đi lặp lại có thể là chúng ta sẽ ngán cái việc học thắng pháp, nhưng thưa quý vị, cái bước căn bản, cái bước đầu mà chúng ta chưa có nắm được cái đó, thì về sau này chúng ta học những cái pháp đặc biệt hơn, như là về vấn đề dư sinh duyên hệ, hay là cái vấn đề thiền định v.v. Lúc đó chúng ta, nếu mà chúng ta nắm được căn bản thắng pháp, thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta tìm ra được danh sắc ở trong đối với ngũ quẩn thập nhị xứ hay là thập bát giới. Bây giờ thì trước tiên chúng ta sẽ được nghe MC đọc bài giáo trình thắng pháp, rồi sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa giáo đẳng giảng sư của môn thắng pháp Abhidhamma giảng giải bài học này. Là môn về thời gian. Nam mô Bát Đại Giác Sa Thu Lần Thầy, chúng mừng kính tri ân thượng tọa thị siêu. Và bây giờ thì con xin được cầm đọc phần văn của bài học. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, phần 6 thuộc tánh tự tha biệt cảnh. Thuộc tánh tâm Vittaka, tâm tương hợp được 44 dục giới, trường ngũ song thức và 11 tâm sơ thiền. Chú thích: sự giao thoa giữa căn, cảnh, thức tạo nên ngũ song thức không có tầm, tứ. Hơn thế nữa, ngũ song thức là sự tiếp xúc tiên khởi của tâm đối với năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Giống như vai trò đơn giản của người gác cổng một công ty, khi gặp khách đến nên ngũ song thức là thứ tâm ít thuộc tánh nhất, chỉ có 7 thuộc tánh tự tha biến hành. Tâm
là một trong năm thiền chi, nên đối với những tâm thiền từ nhị thiền tới ngũ thiền không có thuộc tánh tầm, thuộc tánh tứ quý trà đó. Tâm tương hợp được bốn vốn tâm dục giới, trừ ngũ song thức và 22 tâm sơ và nhị thiền. Chú thích: thuộc tánh tứ không có mặt ở những tâm tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, bởi vì đây là thiền chi chỉ có trong tâm sơ và nhị thiền. Thuộc tánh thắng giải, áp thiệp mâu khắc, tâm tương hợp với 110 tâm, trừ ngũ song thức và si hoài nghi. Chú thích: trạng thái của thuộc tánh thắng giải là sự khẳng định, nên tự nhiên không thể có mặt trong tâm si hoài nghi. Thuộc tánh cần, quý đức giác, tâm tương hợp được 105 tâm, trừ 15 tâm quả vô nhân và một khai ngũ môn. Chú thích: thuộc tánh cần, tức trạng thái tinh cần hay năng lượng không có trong những tâm quá muội lược, vì có vai trò cơ năng như 15 tâm quả vô nhân. Tâm khai ngũ môn cũng là một thứ tâm cơ năng muội lược khác, không có thuộc tánh cần. Thuộc tánh hỷ, phi tí, tâm tương hợp với 51 tâm thọ hỷ, trừ tứ thiền. Chú thích: thuộc tánh hỷ khác với thọ hỷ. Tuy vậy, thuộc tánh hỷ chỉ có mặt trong những tâm thọ hỷ. Các tâm thiền chỉ có hai thọ là thọ hỷ xả, tâm ngũ thiền thọ xả, nên không có thuộc tánh hỷ. Các tâm tứ thiền được kể là thọ hỷ, nhưng chỉ có hai thiền chi là lạc và định, nên không thuộc, nên thuộc tánh hỷ không tương hợp. Thuộc tánh dục, chân đắc, phận tâm tương hợp được 101 tâm, trừ 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Chú thích: trạng thái của thuộc tánh dục là sự mong muốn do bản chất tự nhiên, nên không có trong 18 tâm cơ năng và 2 tâm si. Phần hình ảnh minh họa, hôm nay có 6 hình ảnh minh chính bằng đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh về chuyển nặng từ bi thư giãn bài học. Nam mô Bổn Sư nha. Dạ, nên một cái thầy giác không biết là thường thầy giác đẳng có nghe được con không ạ? À? Con kính thỉnh thưa giác đẳng nhà sư giảng bài học ạ. À. À, xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nãy giờ chúng tôi nói mà không có ai trả lời cho mình. Chúng tôi cố gắng nói một lúc ở vừa bên Zoom và bên Paul Talk, nhưng mà dường như là quý vị không nghe được. À, quý vị có thể chờ cho tôi.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ quý vị có nghe thì chúng tôi nói không? Dạ vâng. Xin lỗi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính đảnh lễ Thư Tòa Thượng Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, càng đi sâu vào trong môn Thắng Pháp thì người học có một điều cần phải làm, tức là chúng ta không thể ngồi một cách thụ động mà nghe giảng không, như là trường hợp của giáo trình Trung Bộ hay là những bài kinh khác, mà người học phải vận dụng một số những cái trí nhớ của mình để theo dõi giáo trình. Về điểm này thì phải nói là Thắng Pháp có một sự bắt buộc gần như là chúng ta không thể nào tránh khỏi đó, là những cái từ vựng mà có lẽ quý Phật tử phải để ý. Sơ đơn giản, ví dụ như là khi chúng ta học về tâm, chúng ta học về tâm nhãn thức có hai, là nhãn thức quả thiện quả bất thiện, rồi ý thức thiện thức thân thức. Nhưng mà sau khi chúng ta học về các thức đó rồi đó, thì từ đó về sau thì quý vị nghe một cái cụm từ rất là thường, đó là ngũ song thức. Ngũ song thức gồm có năm cặp thức, tức là cặp nhãn, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, cặp thân, gọi là ngũ song thức. Một cái nhóm rất là quen thuộc, đặc biệt là khi quý vị học vào trong vị nào quen với duy thức học hay là A Tiềm Câu Xá đó, thì ít có khi, rất ít khi năm cái cặp này được dùng với cái tên gọi là ngũ song thức, mà riêng trong Thắng Pháp Abhidhamma thì xài rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta học qua sáu cái thuộc tính tợ tha biệt cảnh đó, thì chúng ta phải nhắc lại ngũ song thức. Hay là chúng ta nói về những cái tâm thọ hỷ, giống những tâm thọ hỷ thì chúng ta phải biết có bao nhiêu tâm. Ví dụ như tâm tham thọ hỷ có 4, tâm quan sát thọ hỷ có 1, rồi tâm ứng cúng sinh tiếu, rồi mười hai tâm thọ hỷ dục giới, thí dụ như vậy. Khi mình nói đến những cái tâm thọ hỷ dục giới hay tâm thọ hỷ trong 121 tâm, thì tự nhiên mình phải biết là nó bao gồm bao nhiêu tâm. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì thứ vì chúng tôi học rất là cực, là bởi vì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, Ngài là một vị thầy dạy mà bản chất của Ngài là một người tốc trí. Ngài ít bao giờ Ngài đặt lại câu hỏi là Ngài nói chuyện đó mình có nghe kịp hay không, học trò có nghe kịp hay không. Ngài chỉ nói qua thôi, rồi mình tiêu hóa không thì mình hỏi lại. Thí dụ như Ngài nói rằng 11 tâm sơ thiền, thì mình phải biết tự cộng lấy là 3 sơ thiền sắc giới và 8 sơ thiền siêu thế. Đó là tự mình cộng, chứ Ngài không có làm việc đó cho mình. Và nếu mình hỏi đó thì thường là bị rầy, đều bị kề rầy chứ. Do đó có đôi khi cũng phải hỏi những vị khác. Như hồi trước có thầy Chính Báo, tức là sau này xuất gia hình như là Toàn Tịnh Thân đó, thì phải đi hỏi lại, hỏi Ngài cho hỏi thầy. Thật là hồi xưa học với Ngài rất cực, thưa quý vị. Ngoài cái chuyện mà Thắng Pháp mà phân nhóm tạo nên những danh từ mới, đôi khi quý Phật tử sẽ đụng chạm phải một cái khái niệm mà rất là đơn giản, rất là bình thường,
ở trong việc học đối với người dạy, nhưng mà với người học thì hơi gỡ gàng. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học về 7, xin lỗi, học về 6, cái thuộc tính trợ tha bi cảnh. Thì chúng ta nhớ một điều rằng trong 121 tâm á, thì có 5 thứ tâm, có 10 cái tâm mà gọi là ngũ song thức á. Thì 10 cái tâm này nó rất là bụi lực, mà những tâm này nó chỉ có 7 thuộc tính trợ tha biến hành mà chúng ta học trong bài trước á. Tức là xúc thọ, thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Và bởi vì nó chỉ có 7 thuộc tính thôi, do đó chúng ta bắt đầu từ đây trở đi, và chúng ta học thì cái nào nó cũng trừ ngũ song thức hết. Và nó giống như xếp hồ sơ lại, xếp hồ sơ lại là chúng ta không đặt thêm, đặt thêm vấn đề là giải thích hoài là tại sao nó không có ngũ song thức trong này. Dạ, bởi vì ngũ song thức rất là bụi lực. Nhưng mà điểm này nó còn cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác của thắng pháp Abhidhamma, đó là cái thế giới mà đối với chúng ta là một cái thế giới rất là lớn, rất là nặng, ảnh hưởng sâu rộng. Đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì là người bình thường của chúng ta mà chúng ta học thẳng, không học thắng pháp, thì cái thế giới của cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, cái gì mình ngửi, cái gì mình nếm, cái gì mình xúc chạm đó, nó lớn chuyện lắm. Nhưng mà khi đâu sâu, đi sâu vào thắng pháp đó, thì thật ra những cái cảnh đó đó, nó chỉ ảnh hưởng tâm ở một cái mức độ mùi lực nhất, không có gì đáng kể nhiều. Đó là ngũ song thức. Rồi từ đó trở đi đó, thì cảnh nó trở thành cảnh pháp. Tức là cái cảnh sắc, như mình thấy một bức tranh, thì cái nhận thức nó chỉ cho mình thấy về cái màu sắc, cái đường nét, cái ánh sáng đậm nhạt rồi vậy thôi. Nhưng mà để giải thích về đó là bức tranh Picasso, đó là bức tranh tầm thường, đó là bức tranh nổi tiếng và vật, thì cái đó nó thuộc về pháp chứ nó không thuộc về cảnh sắc nữa. Thật ra năm cảnh á, nó chỉ có tính cách là nó tiếp xúc với tâm ở cái mức độ gọi là sơ khởi nhất, phôi thai nhất. Và năm cái giác quan đầu tiên là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó. Thị giác tức là nhãn thức, thính giác tức là nhĩ thức, khứu giác là tỷ thức, vị giác là thiệt thức, và xúc giác là thực thức. Thì ở mức độ nào đó, đó nó giống như là một cái người gác cổng của một công ty lớn. Người gác cổng thì họ chỉ đơn thuần biết là phải đi ra vào, chứ nó không có đặt nặng vấn đề sâu là phải tiếp tân, rồi phải xử lý, phải thế này thế kia. Mà chỉ đơn thuần là cái người tiếp xúc đầu tiên. Và mình tưởng tượng trong công ty lớn mà mình đi ngang gặp cái người gác cổng, thật ra nó không phải là chuyện gì lớn lắm. Đối với chúng ta nó là một chuyện lớn. Cũng giống như có nhiều người họ nói câu này, họ nói rằng một con người đẹp á, thì thật ra nó chỉ là do cái lớp da rất là mỏng thôi. Dạ, lớp da rất là mỏng. Mình nghe cái đó cũng kỳ. Một người đẹp á, thì là phải đường nét đồ này đỏ, chứ tại sao chỉ lớp da mỏng thôi. Nhưng mà kỳ thật đó, mình nghĩ tưởng tượng cái lớp da mà nó tạo nên con người á, là đó, da trắng, da đen, hay da mịn màng, hay da không mịn màng, nó chỉ là một lớp da rất là mỏng. Nhưng mà lớp da mỏng đó, nó lại cho chúng ta một cái ấn tượng về cái ngoại hình của người đó. Thì những cái tâm gọi là ngũ song thức hay là năm thức, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó, đối với cái quan niệm đời sống hàng ngày của chúng ta, nó là lớn chuyện. Nhưng mà trong cách giải thích rất là vĩ mô, vậy từ biệt mô của thắng pháp á, thì ngũ song thức á, nó là những cái tâm máy móc mùi lực, mặc dù nó chiêu cảm nghiệp quá khứ thiện và bất thiện vân, nhưng mà nó lại không có
nó không đóng đóng vai trò quan trọng nhiều như là những cái trong xử lý cảnh mà chúng ta sẽ học khi chúng ta đi vào lâu trung tâm. Trước nhất á, khi mà chúng ta học về sự tương hợp của thuộc tánh đối với tập, đối với các tập, mà chúng ta bước qua sáu cái thuộc tánh tự tha bị cảnh, thì chúng ta nhớ một điều rằng từ đây trở đi, ngũ song thức xếp hồ sơ lại, ngũ song thức chỉ có bảy thuộc tánh tự tha biến hành. Tự tha có nghĩa là đi với thiện thì là thiện, đi với bất thiện, bất thiện là tự tha. Biến hành là có mặt trong tất cả tập. Nhưng mà khi mà bước qua tới sáu cái thuộc tánh vị cảnh thì đừng nhắc đến ngũ song thức nữa. Tại vì ngũ song thức nó chỉ có bảy cái thuộc tánh tự tha biến hành mà thôi. Chúng tôi phải nhắc tới nhắc lưu điều này để quý Phật tử bỏ đi một số những cái mà nó không tương hợp với những thuộc tánh này, nó mang tất cách là hoàn toàn cố định, tức là ngũ sở thức. Mình nói như vậy để mình không có nhắc đi nhắc lại hỏi tại sao trong tầm tứ thắng dạy cần hỷ dục nó không có ngũ sở thức. Bởi vì ngũ sở thức chỉ có bảy thuộc tánh tự tha biến hành, chỉ có vậy thôi. Mà bảy thuộc tánh tự tha biến hành chúng ta học từ trước rồi. Bây giờ chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác của sáu cái thuộc tánh biệt cảnh, tự tha biệt cảnh. Thì thưa quý vị, những cái thuộc tánh tự tha biệt cảnh này có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, thì nó lại cho chúng ta biết một cái số khía cạnh khác rất là quan trọng của cuộc sống. Những thuộc tánh này nó thường có mặt ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tâm là sự hướng tâm, tứ tức là gián sát, áp sát với cảnh, kháng khích với cảnh. Thắng giải là sự quyết đoán, sự khẳng định. Cần là sự cố gắng hay là cái năng lượng. Hỷ là sự hân hoan, và dục là sự mong muốn. Sáu cái biệt cảnh này nó có chung một cái đặc tính là tự tha, nghĩa là nó đi với thiện thì nó là bất thiện, đi với thiện là thiện, đi với bất thiện là bất thiện, mà đi với vô ký là vô ký. Tuy vậy, những cái thuộc tánh này nó lại có những cái tiềm chất, nó trở thành những cái pháp rất là quan trọng. Thí dụ như cần, nó trở thành một chi ở trong bát chánh đạo là chánh cần. Hay hoặc giả là hỷ, nó có thể thành một chi thiền. Tầm tứ có thể thành một chi thiền. Và khi mà nó trở thành chi thiền đó, thì nó sẽ đóng cái vai trò rất là nổi trội mà chúng ta sẽ bàn sau. Thì bây giờ những thuộc tánh này đó trong đời sống bình thường của chúng ta nó có mặt, nhưng mà nó không có chuyên và nó không có được phát triển, nên nó trở nên tầm thường, sanh rồi diệt. Nó giống như là từng giọt nước nhỏ xuống một dòng suối và tan biến đi, nó trở thành không có gì là quan trọng. Nhưng mà do sự tu tập nào đó mà tầm tứ hỷ vân vân, nó trở thành những cái chi thiền. Và những chi thiền này có cả ảnh hưởng lớn đến đời sống nội tâm, ảnh hưởng lớn đến sự tái sanh, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Thì về điểm này đó, nó mang một cái khái niệm mới nghe thì nó rất là giống, nhưng mà là sự nó rất là khác với cái khái niệm là Phật tánh vốn có sẵn. Về điều này chúng ta phải để ý. Trong cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa và trong trường Thiền Tông đó, thì cái Phật tánh hay tánh giác ngộ, nói chung là những cái tính mà tốt đó, thì nó vốn tiềm tàng ở trong con người, nó vốn có sẵn mà. Nó giống như một viên ngọc vốn có sẵn, và viên ngọc đó bị bụi bao che,
thành ra nó không hiển lộ được. Khi nào mà mình làm sạch bụi thì nó hiển lộ viên ngọc. Thì cái khái niệm này thoạt nghe thì nó gần gần giống như cái mà chúng ta đang nói, nhưng mà kỳ thực nó rất khác. Kỳ thực rất khác. Ở trong thắng pháp cho chúng ta biết rằng trên phương diện tâm pháp á, trên phương diện nội tâm đó, nó có những trạng thái, mà những trạng thái đó nó có cái khả tính, nó có cái tiềm lực. Thí dụ như tầm tứ. Tầm tứ nếu mà phát triển có thể thành chi thiền, thì có thể phát triển thành chi thiền. Nhưng mà khi chưa phát triển á, thì tầm tứ hỷ vân vân chỉ là cái gì rất là tầm thường. Ở đây là chúng ta nên hiểu, ở trong tiếng Anh có cái chữ gọi là potential. Potential đôi khi chúng dịch là tiềm lực hay là khả tính. Potential ở đây đó, tức là một người mà có cái tư chất, thì người đó có thể, nếu được đào tạo, nếu học đúng trường lớp, nếu gặp đúng thầy, thì người đó có thể thành một nhân vật xuất sắc. Nhưng mà không có nghĩa là người, vì người đó có cái tiềm chất, có cái tư chất, mà trước khi được đào tạo, trước khi gặp thầy, đã trở thành một nhân vật xuất sắc, bị cái gì che phủ, không phải như vậy. Ở đây chúng ta nên hiểu cái potential như vậy. Đó, đó là cái tiềm lực hay là cái khả tính. Thành ra hai cái khái niệm này rất là khác biệt. Một á, là nói rằng Phật tánh vốn có, nó bị vọng thức bao phủ, mình chỉ làm sạch cái vọng thức đó thì cái Phật tánh sẽ hiển lộ. Điểm thứ hai đó là chúng ta nói là có cái tiềm năng, có cái khả tính. Dạ, cái chữ khả tính nó rất là đúng. Theo chữ ở tại đây có khả tính, tức là nếu nó gặp đúng hoàn cảnh, đúng thầy, đúng trường lớp, đúng điều kiện thì nó phát triển. Cái này chỉ cái chúng ta phải hiểu. Dạ, chúng ta phải hiểu. Chứ không có nghĩa là cái chi thiền nó đã có sẵn trong mình. Tầm tứ, hỷ, lạc, định, vân vân, nó có sẵn. Rồi bây giờ mình chỉ xóa đi cái phiền não, chi thiền sẽ hiển lộ. Không có, không có, không có ý nghĩa tại đây. Mà tầm tứ, hỷ, lạc, định hay là những cái như chánh cần chẳng hạn, thì nếu mà khéo phát triển thì nó sẽ trở thành tứ chánh cần. Nếu khéo phát triển thì nó sẽ trở thành cần giác chi. Nếu có khéo phát triển trở thành chánh tinh tấn. Nhưng mà trước đó không có nghĩa là cái chi cần nó có mặt ở trong tất cả tâm thì nó đã là chánh tinh tấn, đã là cần giác chi. Cái này là cái chúng ta phải hiểu cho rõ. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta học á, không khéo, và nhất là những người có cái tính là chúng ta tạo là tính ba phải đó, mình cố gắng mình tìm những điểm tương đồng thì mình nói bên kia nói như vậy, bên này nói vậy, giống nhau. Thật ra Phật giáo không giống nhau. Đây là cái lỗi lớn nhất của các học giả Tây Phương. Và về sau này đó, người ta lẫn lộn giữa Phật giáo và Ấn giáo. Thí dụ như là họ nói là Bà La Môn giáo cũng nói về luân hồi, Phật giáo cũng nói về luân hồi, Bà La Môn cũng nói về nghiệp, Phật giáo cũng nói về nghiệp, Bà La Môn giáo cũng nói về thiền, Phật giáo nói về thiền. Như vậy Phật giáo là một nhánh của Bà La Môn, và Đức Phật cũng là một người xuất thân từ Bà La Môn giáo. Thật chứ nó không phải. Người nào có học có biết rồi thì cái nghiệp của Phật giáo, của Đức Phật giảng rất khác với cái nghiệp của Hindu, của Bà La Môn giáo. Người nào có học rồi mới hiểu được là cái sự luân hồi trong đạo Phật rất khác với luân hồi của Bà La Môn giáo. Người nào có học có hiểu rồi thì mới biết rằng cái Niết Bàn, chỉ Nirvana đó, trong đạo Phật rất khác với Bà La Môn giáo. Nhưng mà những người mà có tính cách là nghe hơi hợp ở bên ngoài thì cái đó nó giống nhau, nhưng thật sự nó không giống. chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận lắm về những điểm này. Thưa quý vị, những cái thuần tánh mà gọi là tợ tha bị cảnh gồm có sáu này: tầm tứ, thông giải, cần khí dụng này. Càng học á thì chúng ta càng thấy nó có nhiều cái vai trò, nhiều cái chức năng, nhiều cái vị thế rất là quan trọng. Mặc dù có nhiều khi chúng ta học á, chúng ta hay có cái khuynh hướng là để nhiều chú ý vào những cái thuộc tính bất thiện hay thuộc tính tịnh thảo. Nhưng mà thuộc tính nào không quan trọng hết. Thuộc tính nào nó quan trọng hết. Giống như là
trong thân thể người ta, mình nói lục phủ ngũ tạng bây giờ nói cái gan nó quan trọng hơn thận, thận quan trọng hơn lá lách, hay là tim quan trọng hơn phổi. Cái sự so sánh đó, nó khập khiễng lắm, chúng ta không có so sánh như vậy. Mỗi một thứ nó có cái phần hành riêng. Ví dụ như là mình ở Mỹ này có nhiều người bị đau tim, vì tim rất là quan trọng. Nhưng mà rồi Covid nó không tấn công vào tim mà tấn công vào phổi chúng ta. Bây giờ thấy phổi bị Covid tấn công cũng chết rồi. Chúng ta sẽ nói rằng phổi quan trọng hơn tim, mặc dù là đôi khi cái bệnh này nó dễ chữa hơn bệnh kia. Ví dụ chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận. Thứ gì bây giờ chúng ta đi sâu vào từng phần một, đó là thuộc tính tâm. Như chúng ta biết thuộc tính tâm là sự hướng tâm ở trong cuộc sống này, nó có một lúc có trăm muôn ngàn cảnh. Thí dụ như là quý vị đang ngồi nghe, đang ngồi nghe pháp, bao thoát có tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng chim hót trên cành, hay là những chuyện viễn vông đông tây nam bắc bắt ta suy nghĩ đến. Nhưng mà chúng ta chỉ hướng tâm đến một cái đối tượng, đó là đang nghe pháp, đang nghe giảng thắng pháp. Và cái thuộc tính chúng ta gọi là thuộc tính tâm. Thì quý vị, thuộc tính tâm này đó, nó không có trong ngũ sở thức. Bởi vì thuộc sứ giải nói rằng căn cảnh và thức gặp nhau. Khi con mắt thấy sắc á, nhãn xúc sanh khởi, thì cái nhãn xúc đó đó, đó là một cái sự giao thoa hội tụ giữa căn cảnh và thức. Thì cái sự hội tụ của tự nó đã quá lớn, quá đủ, mà nó không cần cái gì đi tìm hết, không cần gì hướng tâm hết. Chúng ta hiểu như vậy. Khi ánh sáng tiếp xúc với mắt và nhãn thức sanh khởi, thì sanh khởi thôi, hoàn toàn không có tâm ở trong đó. Khi lỗ tai, thần kinh nhĩ tiếp xúc với cảnh thân, nhĩ thức sanh khởi, thì cũng không cần có cái tâm ở trong đó. Thành ra trong ngũ sở thức thì tuyệt đối không có tâm. Và như vậy ở trong 54 trong chục giới đó, thì chúng ta phải trừ ngũ sở thức còn 44. Và tâm có mặt ở trong những cái tâm đáo đại đó, những tâm thiền, dù là thiền hiệp thế hay thiền siêu thế đó, thì tâm chỉ có mặt ở trong 11 tâm sơ thiền. 11 tâm sơ thiền đó là 3 tâm sơ thiền sắc giới, 3 tâm sơ thiền hiệp thế, và 8 tâm sơ thiền siêu thế. Rồi khi mà chúng ta học, chúng ta nhớ rằng đối với tâm đáo đại, quý vị nhớ cái chữ đáo đại ở đây, bữa nay mình cũng nên học. Chữ đáo đại tức là chúng ta nói đến tâm thiền đó. Tâm thiền. Đối với những tâm thiền đó thì thiền dục giới và thiền hiệp thế và thiền siêu thế đó, thì tâm chỉ có mặt ở trong 11 tâm thiền, 11 tâm sơ thiền. Đó là 3 sơ thiền sắc giới và 8 sơ thiền siêu thế. Áp sơ thiền siêu thế là 4 tâm đạo sơ thiền, 4 tâm quả sơ thiền. Thì 11 tâm sơ thiền là 11 cộng với 44 tâm dục giới, có tất cả là 54 tâm. Trừ ngũ sông thức ra chúng ta còn 44. 44 cộng với 11 là thuộc tính tầm tương hợp với 55 tâm. Chúng tôi hy vọng rằng khi chúng tôi nói những điều này đó, chúng tôi không có bị những vị như thượng tọa Từ Siêu là những con số mà phải đi nói đi lại còn quý phật tử thì của ông đó là tại sao nó ngắn nói dài. Tại vì thật ra thưa quý vị, chúng tôi nói rằng khi mà học sáng pháp, nó có một cái thái cực giữa các vị giảng sư và các người học, là đa số các vị giảng sư thấy cái chuyện nó quá đơn giản, không cần phải nói. Thí dụ như các vị giảng sư nói là 11 năm sơ thiền, 11 năm sơ thiền, không cần phải nói chi tiết làm cái gì, thì chỉ có quá hiểu rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa có quen lắm mà mình nói 11 tâm sơ thiền, đôi khi quý vị cuối 11 tâm sơ thiền tâm gì thì bắt buộc phải nói thêm. Và bây giờ thì chúng ta qua cái thuộc tính tứ,
Tướng là gì? Tướng là cái sự gián sát, gắn bó, kháng khích. Nó được ví dụ như là ở trong sứ giả quen thuộc, tầm giống như có ông bay đến cái hoa, khi nó bay nó hướng đến. Tứ là nó bay chung quanh cái hoa. Hay là chúng tôi nói rằng khi mà quý vị dán cái sucker vô trong cái tấm kính đó, mà mình dán vào đó là tầm, dán vào chỗ nào đó là tầm. Nhưng mà dán thì nó có dính hay không? Cái dính đó, cái sucker nó làm cho dính vào miếng kính đó, đó là tứ. Dạ. Có đôi khi mình hướng tâm nhưng mà không có gắn bó. Dạ. Nhưng mà thông thường thì chúng ta có tầm, có tứ. Dạ. Chúng ta có hướng tâm và chúng ta có kháng khích gắn bó. Thì về điểm này đó thì cũng nhắc lại một lần nữa là trong cách phân thiền của Kinh Tạng thì hoặc là có tầm có tứ hoặc là không tầm không tứ. Có tầm có tứ là sơ thiệt, mà không tầm không tứ là nhị thiệt. Dạ. Tuy nhiên ở trong Thắng Pháp và cũng có trong Kinh Tạng nữa, nhưng mà ít khi. Dạ, ít khi. Ở trong Thắng Pháp thì lại có phân là có một cái tầng thiền nữa nằm ở giữa. Đó là sơ thiền thì có đủ cái năm chi thiệt, tầm tứ là định. Nhưng mà nhị thiền chỉ có tầm mà không có tứ, gọi là hữu tầm mà vô tứ. Dạ. Cái thiền hữu tầm vô tứ không được phân loại ở trong bốn thiền của Kinh Tạng. Tại trong Kinh Tạng chỉ có bốn thiền, mà trong Thắng Pháp Tạng chỉ có năm thiền. Nhưng mà thật ra trên thực tế nó không có khác gì hết. Dạ. Ở đây có cái sự phân biệt tầm và tứ. Thì bây giờ về những ý nghĩa khác thì nó cũng tương tự là thuộc tánh tầm, nhưng thuộc tánh tứ thì nó lại có mặt ở trong 11 tâm sơ thiền và thêm 11 tâm nhị thiền. Dạ. Chúng ta nhớ 11 tâm nhị thiền. Tâm sơ thiền, nhị thiền có đều có tứ hết. Thật ra thuộc tánh tứ đó thì nó phối hợp với 22 tâm thiền. Trong khi đó thuộc tánh tầm chỉ có 11 tâm thiền. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử nghe kịp khi mà chúng ta đề cập đến đoạn này. Bây giờ chúng ta bước sang cái thuộc tánh thứ ba là thuộc tánh thắng giải. Thắng giải ở đây tức là một cái sự quyết đoán. Dạ. Chúng tôi có lấy cái ví dụ là khi mà mình ngồi mình ngồi trước cái thực đơn, nó có nhiều thứ để lựa chọn. Thì mình biết rằng mình đã ngồi xuống ăn phải lựa chọn, thì mình lựa chọn món gì đó, lựa chọn, quyết định. Dạ, có sự quyết định lựa chọn. Và sự quyết định này đó, cái thắng giải đó thì rất là dễ nhớ. Là dĩ nhiên nó không có mặt ở trong ngũ sắc thức rồi, thì mình trừ 10. 121 tâm mình trừ 10 ra, còn 111. Và bởi vì cái bản chất của nó là thắng giải thì nó không có mặt ở trong cái tâm trừ lưỡng lự, đó là tâm si hoài nghi. Tại trừ thêm một nữa là trong 121 tâm thì thắng giải chỉ có mặt ở 110 tâm trừ ngũ song thức và tâm si hoài nghi. Dạ. Ngũ song thức và tâm si hoài nghi, chúng ta nhớ như vậy thì rất là dễ hiểu và rất là dễ nhớ. Bây giờ thì chúng ta bước qua thuộc tánh tiếp theo là thuộc tánh cần. Cần tức là sự cố gắng, nỗ lực. Ở đây chúng ta nói theo trường hợp của một nỗ lực gọi là vĩ mô. Cái cần nó cũng là một thứ năng lực, năng lượng của tâm. Thì thuộc tánh cần đó, nó không có mặt ở trong 15 tâm quả vô nhân. Những tâm vào việc hoàn toàn cơ năng. Và cơ năng thì nó không có sự cố gắng gì hết. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong một cái công ty,
trong công ty thì người ta luôn luôn cố gắng để cải tiến, cố gắng để tiếp thị, cố gắng để phát triển. Nhưng mà nó có những bộ phận trong công ty đó, thí dụ như là dọn dẹp nhà vệ sinh, thì ngày hôm nay cũng dọn dẹp chừng đó, tháng tới dọn dẹp chừng đó, tới tại vì nó là cái máy móc rồi, cơ năng nó phải có rồi. Thành ra không thể nói là cái chuyện dọn dẹp vệ sinh mà năm tới phát triển hơn năm nay được. Dạ, do vậy những cái tâm cơ năng á, những tâm mà làm việc cái tất cả máy móc á, tức là lòng trong quả vô nhân không có. Và đặc biệt là có một thứ tâm cơ năng khác mà không có cần, đó là tâm kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn là cái tâm mà về tâm này chúng ta có học ở trong phần tâm rồi, nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng khi mà mình học về diễn trình, diễn trình của tâm thức á, thì chúng ta sẽ học kỹ, học nhiều hơn phần này và chúng ta hiểu rõ hơn. Nhưng tâm khai ngũ môn một lần nữa nó là cái tâm máy móc. Dạ, cái tâm máy móc mà nó thuần về máy, nó là hoạt động như một cơ năng, thành ra nó không có sự cố gắng. Và khi chúng ta học về diễn trình tâm thức, chúng ta sẽ hiểu tại sao cũng thời là khai môn nhưng mà khai ngũ môn đó, thì lại không có cần, khai ý môn lại có cần. Dạ, khi mà chúng ta học vào diễn trình tâm thức thì chúng tôi sẽ trở lại với điều này. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng cái sự cố gắng nỗ lực nó không có ở trong 15 trong quả vô nhân và tâm khai ngũ môn. Chúng ta đi vào thuộc tánh tiếp theo là thuộc tánh hỷ. Hỷ là sự hân hoan. Sự hân hoan này thuộc về hành quẩn. Trong lúc đó thì thọ hỷ nằm trong thuộc tánh thọ đó, nó thuộc về thọ quẩn. Và cái hỷ thuộc về thọ quẩn khác với cái hỷ về thuộc về hành quẩn. Dạ, cái hỷ thuộc về hành quẩn nó giống như gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh vậy đó. Chúng ta đã nói sự khác biệt giữa hai cái hỷ này. Một cái là thọ hỷ, một cái là thuộc tánh hỷ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng, cho dù khác biệt như vậy, nhưng mà thuộc tánh hỷ nó chỉ có mặt ở trong tâm thọ hỷ. Thuộc tánh hỷ không thể có mặt trong tâm thọ xả. Không có cái sự hân hoan nào mà đi với cái thọ, cái cảm giác thản nhiên hết. Dạ. Rồi, thuộc tánh hỷ không đi với thọ xả, không đi với thọ khổ, không đi với thọ ưu. Mà thuộc tánh hỷ chỉ đi với thọ hỷ và thọ lạc. Và ở đây cũng có một điểm rất là thú vị, là khi nói đến thuộc tánh hỷ đó, thì ngoài cái chuyện mà trong tâm dục giới nó chỉ đi với những tâm thọ hỷ, ở những tâm thiền đó thì nó lại chỉ có mặt ở trong những tâm sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Thì vấn đề này đó nó lại tạo ra một cái sự khác biệt mà khi nào vị nào mà xem cái biểu đồ chư pháp mà do Ngài Thầy Sự Ngài vẽ đó, thì cái thọ hỷ nó gồm cả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền màu đỏ, và ngũ thiền màu xanh. Ngũ thiền màu xanh đi, chúng ta muốn ngũ thiền màu xanh ra đi. Nhưng cái tứ thiền là cái vấn đề. Tứ thiền đó thì trong năm chi thiền thì tứ thiền không có hỷ, nhưng mà nó lạc. Dạ, lạc và định là hai chi thiền. Nhưng mà khi mà qua tới ngũ thiền thì nó chỉ còn có xả và định mà thôi. Dạ. Thì 11 tâm tứ thiền là cái mà chúng ta lưu ý. 11 tâm này trên bảng nêu nó là màu đỏ. Trên bảng nêu á được tính là thọ hỷ. Tại vì nó không có thọ xả. Tại vì nó còn thọ lạc. Nhưng nó lại không có cái thuộc tánh hỷ. Tức là 11 tâm tứ thiền nó có hỷ của thọ, của thuộc tánh thọ, mà nó lại không có hỷ của hành quẩn, tức là không có sự hân hoan. Cái tâm nó quá tế nhị rồi. Dạ. Chúng tôi có nói chuyện về trước đây về năm cái chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định đó, thì cái hỷ và lạc đó chúng ta phải phân biệt cho rõ. Dạ. Hỷ và lạc phải phân biệt cho rõ. Hỷ ở đây trong chi thiền đó nó thuộc về hành quẩn, và lạc á nó thuộc về thọ quẩn.
đó rồi thọ quẩn. Do vậy ở trong tâm tứ thiền, nếu quý vị nhìn vào bản bản nêu chi pháp thì thưa quý vị, tứ thiền đó được sơn màu đỏ, được cái sự vẽ màu đỏ, nhưng mà nó lại không có cái thuộc tính hỷ. Và cái thuộc tính và cái thuộc tính tiếp theo chúng ta gọi là thuộc tính dục. Một cái đặc điểm của thắng pháp đó là dùng danh từ đó, dùng từ vựng phải cho chúng sạch. Thì quý vị nhớ điều này rất là quan trọng, quan trọng lắm. Đôi khi quý vị thấy thiền tọa tự siêu hay chúng tôi có đắn đo nhiều trong cách dùng từ, tại vì cái từ vựng ở trong thắng pháp không thể nói sai được. Cái chữ dục á nghĩa là ý muốn, hay là sự mong muốn, mà chữ dục này nó không có ý nghĩa tham dục giống như là người ta nói tu là diệt dục, không phải vậy. Chữ dục ở đây không phải là ái dục, tham dục, mà chữ dục ở đây đơn thuần là ý muốn. Thí dụ như là có ba thí dục là tham dục, tức là sự ham muốn với các phiền não, rồi pháp dục là một cái sự cái ý muốn, như chúng ta muốn thuyết pháp, chúng ta muốn làm những cái muốn nghe pháp, muốn tu thiền bằng pháp dục. Và có những cái muốn là ví dụ mình muốn dời cái bàn, dời cái ghế, thì cái là tác dục, mình muốn làm vậy thôi. Cái dục ở đây, cái ý muốn ở đây không có, không phải chỉ muốn là tham, và không phải là tham muốn, mà chỉ dục ở đây là cái ý muốn. Thưa quý vị, riêng về cái thuộc tính dục đó, nó không có ở trong 18 tâm vô nhân, hay 18 tâm cơ năng. Tại cơ năng nó là việc máy móc thôi, nó không có cái dục. Chứ tôi nói là ở trong một cái công ty đó, nó có những cái phần hành, mà những phần hành này á, là nó cố định như vậy thì nó không có phát triển được. Do đó người ta vô làm những phần hành đó chỉ đánh lương cho có rồi, chứ không ai mà muốn cải thiện, muốn phát triển, tại đâu tăng lương gì đâu mà phát triển. Thì cái tâm là việc cơ năng, là việc máy móc, và nó cũng không có trong hai tâm si. Hai tâm si đó là si dao động hay là si phóng dật, và si hoài nghi hoặc. Nghi hoặc và dao động là hai trạng thái của tâm si đó. Thì hai trạng thái đó không có dục, không có ý muốn trong đó. Thì cái đó chúng ta rất là dễ hiểu. Thì như vậy chúng ta đã đi qua phần đề cập đến 6 cái thuộc tính thầm tứ thắng giải cần thể dục, và cái sự tương hợp của 6 thuộc tính này đối với các tâm cho chúng ta rất nhiều những ý nghĩa. Thí dụ như tại sao ngũ song thức lại không có những thuộc tính này, và tại sao một số các tâm thiền lại vắng đi thuộc tính này thuộc tính kia, bởi vì liên quan đến các thiền chi. Có những cái tâm đó là thọ xả thì nó không có hỷ, có những cái tâm như tâm nghi thì nó không có thắng giải. Một khi mà chúng ta gọi là sào tới sào lui, và chúng ta hiểu rõ tại sao có, tại sao không, thì thưa quý vị, cái bức tranh nó sẽ có nét hơn, nó rõ hơn. Cái sợ nhất của người học thắng pháp đó là chỉ nghe cho có nghe mà không có chịu vận dụng sự suy nghĩ của mình. Bởi vì ngay từ ban đầu từ đoạn từ siêu và chúng tôi có nói một điều rằng mình nhớ những con số tâm nào có bao nhiêu thuộc tánh và thuộc tánh đi với những tâm nào, nó chỉ là phần nửa câu chuyện. Phần nửa câu chuyện còn lại là chúng ta phải hiểu rõ là tại sao cái ví dụ tại sao thuộc tánh thắng giải không đi với tâm siêu hoài nghi, tại sao thuộc tánh hỷ không có mặt ở trong tâm tứ thiền, tại sao thuộc tánh cần không có ở trong những cái tâm cơ năng như là những tâm vô nhật. Thì khi mà chúng ta hiểu tại sao như vậy, mà mình hiểu một cách hợp lý, thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ. Và cái thắng pháp nó có một điểm như vậy là càng hiểu thì càng dễ nhớ, mà thắng pháp mà càng tối nghĩa, càng không hiểu thì càng khó nhớ. Đây là vấn đề mà mình nhớ thì mình lại hiểu nhiều, mình hiểu nhiều thì nhớ nhiều. Cái trường hợp này đó nó có qua có lại như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây về sự tương hợp của 6 thuộc cánh tự tha vị cảnh.
đối với các tập. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu đang có ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ tiếp theo bài giảng ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa Từ Siêu có nghe được và có cảm biết được không? Quý vị hoan hỷ chờ một chút nha. Chắc Thượng Tọa Từ Siêu không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ nói cho vài lời. Dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Kính thỉnh Thượng Tọa. Alo. Thì hôm nay quý vị học bảy số biến hành ở trong 13 số tự ha. Có lẽ là vậy vì chúng tôi chỉ nghe được có sở hữu hỷ, sở hữu dục và tự tỏ và trình bày thì chúng tôi cũng mới vào. Và chúng tôi nghĩ rằng tầm tứ thắng giải cần hỷ dục là sáu sổ biệt cảnh. Thì quý vị cũng đã nghe Thượng Tọa dắt đẳng trình bày. Vì thường thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta đọc ở trong vi diệu pháp hay là chúng ta đọc trong kinh tạng mà những cái pháp mà Đức Phật này dạy là cái là những cái pháp mà vô nhân. Những cái pháp vô nhân là chúng ta hiểu rằng những cái pháp này, những cái pháp mà chúng ta gọi là bất động hành, phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đó, thì chúng ta biết rằng ở trong 13 sở hữu tàu tha nó cũng thuộc về cái nhóm sở hữu mà đi sanh theo những cái tâm quả, hoặc là nó sanh theo những cái tâm những cái tâm mà tương ứng là những cái tâm siêu thế, tâm quả siêu thế này cái nọ. Nó vẫn có những cái thuộc tính này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng cái thuộc tính này đó thì nó chưa kể là thiện hay là bất thiện. Chỉ khi nào nó đi theo thiện thì nó trở thành thiện. Và nó đi theo bất thiện thì nó trở thành hello. Hello. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Thì nói như vậy đó, thì chúng ta cũng như là Đường Đại Đẳng vừa nói đó, thì chúng ta học những cái thuộc tính này đó mà chúng ta cần suy nghĩ nhiều đó. Mà khi chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta hiểu đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ thuộc bài. Rất thuộc bài vì chúng ta hiểu những cái sở hữu tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục này đó. Khi mà kể về những cái mình gọi là những cái bát chính đạo thì nó cũng có những cái sở hữu này. Nhưng mà khi mà nó phải đi ở trong cái thuộc tánh thiền. Ví dụ chúng ta thấy cái sở hữu tầm mình gọi là chánh tư duy đó. Thì khi nào nó mà đi theo ở trong cái tâm siêu thế thì được gọi là chánh tư duy đưa đến đạo chi. Nhưng mà nó đi theo những cái tâm thiện mà làm việc tu tập đó, nó cũng là chánh tư duy ở trong ly dục vô hận hay bất hại. Thì điểm này đó khi mà chúng ta học vấn đề này đó thì chúng ta phải có cái hiểu biết, và khi hiểu biết đó chúng ta thuộc, và khi chúng ta thuộc rồi đó thì chúng ta có một cái số kiến thức căn bản. Kiến thức căn bản đó, ví dụ chúng ta thường khi trình bày một cái cách mà mình ngồi mình niệm, ví dụ mình thấy những cái thuộc tính này nó vẫn có sanh khởi
để cho thiện hay bất thiện. Bởi vì cái chánh tư duy á, nó cũng là sở hữu tầm, nhưng mà cái tà tư duy á, nó cũng là cái sở hữu tầm này. Khi mình suy nghĩ đến dục hay hận hay bất hại đó, thì nó cũng khởi lên. Và thường thường đó, thì chúng ta thấy trong cái bài kinh 66 đó, có nói đến sáu tầm sáu tứ đó. Nghĩa là những cái tầm tứ nào mà nó thiện đó, những tầm tứ nào bất thiện. Chính vì điểm đó nên nhiều khi chúng ta thấy trong cái bài kinh 66 đó có nói đến sáu thọ, rồi sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ. Chúng ta nghe như vậy, nhưng mà chúng ta khi mà chúng học trong vi diệu pháp thì chúng ta biết sở hữu tầm, sở hữu tứ này chính là những cái thuộc tính mà bất luận là cái tâm nào nó sanh khởi đó thì nó vẫn có, trừ ra ngũ song thức. Thì quý vị nghe nói ngũ song thức cũng như nãy Tịnh Tọa với Đẳng nói đó, là vì những cái tâm này nó cơ năng, nó là những cái tâm mà cơ năng, nên đó khi mình nói đến sở hữu tầm hợp được 55 tâm thì mình nói mình trừ ra ngũ song thức, 44 tâm dục giới và 11 tâm sơ thiền, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình học, mình hiểu được như vậy đó, mình thấy sở hữu tầm nó có những cái 54 thứ tâm như vậy, 44 tâm dục giới và 11 tâm sơ thiền, 55 thứ tâm như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng nó hợp trong tâm thiền thì nó cũng đồng nghĩa với tâm đạo, tâm quả, nó cũng vẫn có. Và những cái sở hữu này đó, nó cũng có thiện, bất thiện ở trong đó nữa. Nên đó, khi mà chúng ta học mà chúng ta hiểu được cái cách như vậy đó, thì chúng ta không có lầm lẫn. Không có lầm lẫn khi mà Đức Phật nói rằng những cái tầm nào mà cần phải loại bỏ, những cái tầm nào chúng ta cần phải tu tập. Có nghĩa là chúng ta thường đó thì chúng ta cũng vẫn nghe những cái bài kinh mà Đức Phật nói về bài kinh song tầm. Có nghĩa là chúng ta giận một người nào đó, chúng ta hay dòm người đó. Có nghĩa là chúng ta hướng cái mắt chúng ta tới người đó. Thì bây giờ chúng ta học và chúng ta hiểu đó, chúng ta giận ai đó, chúng ta đừng có nhìn người đó nữa. Vì chúng ta nhìn đó, chúng ta hướng cái mắt mình tới người đó đó, thì nhiều khi đó cái hận tầm hay cái hại tầm nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà khi mình thương một người nào cũng vậy, mình hướng tâm đến cái người đó thì nó sẽ sanh ra dục tầm. Nên trong cái bài kinh song tầm cũng có nói rằng mình lấy một cái nêm đánh vào để rút cái nêm khác. Thì cái ý nghĩa là sở hữu tầm này nó hiện giờ nó có những cái tâm sanh theo, và những cái tâm đó đó nó thuộc tính bất thiện. Thành ra khi mình nêu lên như vậy đó là chúng ta hiểu, vì cái tầm là cái hướng, nó hướng các pháp đến cái đối tượng đó, nó mình hiểu trong học trong sở hữu tầm này như vậy đó. Cái nghĩa là cái gì mà hướng các pháp đến đối tượng đó chính là sở hữu tầm. Sở hữu tứ cũng vậy, cái gì mà hướng các pháp đến quan sát đối tượng đó, sở hữu tứ, thì chúng ta hiểu tầm tứ nó cũng là chi thiền. Nó cũng là chi thiền. Và tầm tứ đó nó cũng sanh trong những cái tâm thiện, tâm bất thiện được. Nên khi mình học mình hiểu được như vậy đó, cũng là một cái cách để mình khi mà tính đến những thứ tâm đó, mình hiểu được thứ tâm đó sinh khởi, thì mình biết có sở hữu tầm, sở hữu tứ. Thì hồi xưa chúng tôi học đó, thì hồi xưa chúng tôi học đó, thì những cái con số đó mình học thuộc, nhờ học thuộc đó, sau này khi ai nói đến những cái tâm đó thì mình biết có cái sở hữu đó nó sanh theo. Nên khi mà học về tâm, sở hữu hợp với tâm, tâm hợp với sở hữu, mình nhớ rõ nó cũng giúp cho mình rất là nhiều, quý vị. Rất giúp cho mình nhiều là khi nó sanh khởi đó thì mình biết có sở hữu đó. Và khi sở hữu đó đó ở trong bài kinh đó, thì mình cũng biết, ví dụ là mình học tới bài kinh song tầm đó thì mình cũng biết cái chính là sở hữu tầm này Đức Phật ngày nói đến. Và nói đến nhiều loại, nhiều thứ, tầm nó cũng có nhiều loại, nhiều thứ. Tầm ví dụ nó có dục tầm, hận tầm và hại tầm, mà có ly dục tầm, vô hận tầm, bất hại tầm. Như vậy nó có nhiều thứ như vậy, chứ nó không chỉ là một thứ. Chừng nào mà quý vị thấy có Tịnh Tọa Nhất Đẳng có cái câu thảo luận thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết, vì chúng tôi cũng chỉ nói thêm để Tịnh Tọa soạn những cái câu thảo luận để chư tăng
À, có thể. Dạ thì con thấy có cái câu thảo luận rồi, bây giờ thì con xin gửi mít lại cho thượng đại lãng. Sao thuộc cái chương trình trường tòa học tâm? Trường tòa tôi xin được biết là trường tòa đang ở trước máy, trường tòa có nghe được không? Nếu trường tòa tôi siêu đang nghe được, xin trường tòa hoan hỷ cho một tín hiệu. Một lần nữa xin hỏi trường tòa tôi siêu có nghe được và cảm biết được không? Chào bác. Mà trường tòa tôi siêu hôm nay chúng ta học về trục thánh biệt cảnh. Thì bắt đầu từ đây trở đi thì tất cả những trụ tánh đều loại ra khỏi ngũ sông thức hết. Và bởi vì ngũ sông thức chỉ có trụ tánh là tợ tha biến hành thôi, một thứ tâm rất là mô lực nhất. Thì khi mình học như vậy mình nghĩ, ủa tại sao thị giác, chánh giác, hướng giác, vị giác, xúc giác, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà ở đây nó có tất cả nó mô lực như vậy. Mà trong lúc đó thì ở trong Phật học đó, nói đến sự chi phối của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc, của năm cái trần cảnh đó, nó lại lớn chuyện. Dạ, nó lớn chuyện. Thì mình nghe như vậy có vẻ mâu thuẫn, xin Thượng Tọa hoan hỷ giải về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Hết Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, cả hai chuyện đều đúng cả. Tức là ngũ sông thức, cái sát na ngũ sông thức, sát na tâm ngũ sông thức thì nó mùi lược. Bởi vì nó chỉ ứng khởi để mà thấy cảnh sắc thôi. Còn nói đến cái sự chi phối của năm cảnh sắc thân khí vị xúc, là trong kinh thường nói, thường đề cập đến là lớn chuyện. Là bởi vì chính do cảnh sắc làm duyên, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc làm duyên, cho nên cái tâm động lực tham sân si nó mới sinh khởi. Cái tâm động lực nó mới sinh khởi. Lớn chuyện là lớn chuyện ở chỗ đó. Chứ còn sắc thinh khí vị xúc mà nó hiện ra để mà tâm ngũ xung thức, năm thức biết cảnh, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì chỉ mới tới năm thức biết cảnh thì không phải là lớn chuyện. Cái đó là chuyện bình thường. Ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi. Tức là sắc thinh khí vị xúc đối với Đức Phật hay là chư vị A-la-hán, chư Bậc Thánh nói chung, chư Thánh nói chung, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, các vị đó cũng sinh khởi tâm ngũ sông thức này để mà bắt cảnh đó. Nhưng chỉ khác con cái là phạm phu chúng ta bị năm cảnh nó chi phối, cho nên chúng ta không có tự chủ được, không kiểm soát được, để cho cái tâm động lực tham, động lực sân, động lực si nó sinh khởi. Mệt mỏi lắm thì chúng ta mới sinh khởi tâm thiện. Mệt mỏi lắm chúng ta mới sinh khởi tâm thiện, khó khăn lắm. Còn như đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán, thì dù thấy nghe ngửi nếm đụng sắc thinh khí vị xúc nó lọt vào cái tầm ngắm của nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhưng mà cảnh duyên đó
nó chỉ trợ cho cái tâm động lực là tâm đại tố Mahakriya, Mahakriya sanh khởi mà thôi. Cho nên cái trường hợp này, cái sự chi phối đối với phàm phu chúng ta thì cái sự chi phối của năm cảnh sắc thinh cái vi xúc lại là lớn chuyện, bởi vì mới thu thúc. Còn trường hợp mà ngủ xong thức sinh khởi, cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường, rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng vợ chắc tận như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính chúc siêu bạch thượng tọa thừa siêu và thường cái cảm giác mình nghe là tâm đi với thuật một thể hai tâm sinh diệt trường, và trong một sát na rất là nhỏ nhiệm dòng sinh diệt đó nó nối tiếp từng sát na, nhưng mà tại sao tại sao mà trong từng sát na đó nó lại có những cái thuộc tánh còn tế dị hơn nữa, như là tầm tứ tất cả, mà những cái có một số thuộc tánh mà nó tu tập được, ví dụ như là các chi thiền trong sáu cái thuộc tánh biệt cảnh thì có những cái như là tầm tứ hỷ vân vân. Thì cái cảm giác mà cái người nghe đó, cái người học đó, thì một bên nó quá tế dị, nó quá nhỏ nhặt, mà một bên nó lại có thể tu tập được, thì thường đó có thể nào giải thích để cho người ta có thể liên tưởng là ồ, hai cái đó đều đúng, nhưng mà nó có thể đều là có thể xảy ra được. Xin kính thỉnh thường đó. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ở một đằng thì nói theo thực tính sắp phá quá, dù một đằng thì chúng ta nói theo thưởng thức. Cái sự tu tập đó, nó trở thành cái đề mục tu tập hay trở thành cái pháp môn tu tập là nói theo thưởng thức. Mà nói đến cái thực tính đó, thì chúng ta phải nói cặn kẽ chi ly như vậy. Thí dụ như trong mỗi một cái viên thuốc, trong mỗi một viên thuốc, ở trong đó người ta có liệt kê ra các cái phần trong mỗi một viên thuốc, chất nào, chất gì, bao nhiêu milligram, vân vân, 0, milligram hay là 1 milligram, 2 milligram. Chúng ta nghe như vậy đó. Nếu một cái người bệnh, một người bình thường, họ nghe như vậy, họ nói cái này làm sao mà tôi biết, làm sao mà uống mà cân lượng vậy được. Nhưng không thưa quý vị, khi mà đi đến bác sĩ họ cho uống thuốc, họ chỉ bảo rằng sáng viên, chiều viên, tối viên, ngày ba lần mỗi lần viên được rồi, cứ giữ uống đi. Còn những cái thành phần, cái tánh dược ở trong đó, những cái thành phần của thuốc á, thì người ta liệt kê như vậy để cho những người mà họ kiểm soát dược phẩm và họ nhận định được thuốc này tốt hay là không tốt, phù hợp hay là không phù hợp với cái người bệnh, vân vân. Hoặc là mỗi một viên thuốc nó
có 500 mg hay là 1000 gram, 1000 mg. Thì lúc bây giờ nếu viên thuốc nào mà chúng ta mua cái loại thuốc nào mà 500, thì trong trường hợp đó bác sĩ họ có thể cho chúng ta dùng gấp đôi, tức là mỗi lần dùng 2 viên. Thí dụ vậy. Thì như vậy cái sự mà cân lượng có tánh dược ở trong mỗi một viên thuốc, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Cái chuyện đó là nói chuyên môn, nói theo chuyên môn, chuyên môn về y dược. Còn cái chuyện mà bác sĩ kê toa cho chúng ta uống á, thì chúng ta khỏi phải phân tâm cái vụ đó. Cứ việc uống đi, mỗi ngày uống mấy lần, mỗi lần bao nhiêu viên, uống phối hợp thuốc này với thuốc kia được rồi. Cũng vậy, khi mà nói sát pha quá hay là chết tánh gia má, tức là nói về sự nói theo cái pháp thực tính, hoặc là nói theo cái định luật của tâm đó, định luật của tâm pháp, thì phân tích mỗi cái thứ tâm như vậy, ở trong đó nó có những cái thuộc tánh nào phối hợp và không có những thuộc tánh nào, và mỗi một tâm như vậy thì nó sinh khởi từng sát na rất là vi tế. Cái sát na chữ khánh ná, tức là một đơn vị về thời gian cực vi, cực ngắn, ngắn hơn second, tức là ngắn hơn cái dây đồng hồ nữa. Và thưa quý vị, cái điều đó chúng ta học để chúng ta biết vậy, bởi vì nó cái sự chuyên môn và đây nó thuộc về chính tánh gia má, chúng ta không cần phải phân tâm. Nhưng mà khi mà nói đến cái việc mà chúng ta sử dụng, thì ở đây thí dụ như nói đến tầm, nếu nó chi thiện là chi tầm, lấy tầm để đấu trị với hôn thủy cái, chi tầm đấu trị hôn thủy cái là buồn ngủ, nghĩa hướng tầm đến đề mục, hướng tầm đến đề mục. Thì đối như vậy không có nghĩa là trong mỗi cái sắc na tâm đó lấy tầm đó để mà đấu trị được cái pháp đó. Nếu mà nói vậy thì trong tâm tham hữu trợ, trong tâm sân hữu trợ, thỉnh thoảng nó có hung trầm thủy biên phối hợp. Nhưng mà trong tâm tham hữu trợ, tâm sân hữu trợ đó vẫn có thuộc tánh tầm như thường. Như vậy tầm ở trong đó, tại sao nó không có đấu trị được cái hôn trầm thị miên đó đi? Tại vì thưa quý vị, đó là những thuộc tánh có là có để làm, để nó tác dụng cái việc khác. Chứ còn nếu như mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mà chúng ta tập lấy cái đặc tính của tầm để chúng ta tập là chúng ta gom tâm hướng đến đối tượng, hướng đến địa ngục, lúc nào cũng có cái sự tỉnh táo để mà hướng đến địa ngục một cách rõ ràng, thì như vậy trong trường hợp đó là cái sự buồn ngủ giả dự nó không có khởi lên. Nhưng mà tầm đó lúc bây giờ thưa quý vị, nó không phải chỉ đơn thuần là một cái thuộc tánh tầm ở trong
ở trong một sát na trong đó, mà phải được quân tập lớn, lớn mạnh, quân tập nhiều lần, thì tất nhiên nó có nhiều cái lộ trình tâm diễn ra. Một người mà bị buồn ngủ đó thưa quý vị, nếu như chưa có chứng thiền đó, thì khi mà ngồi thiền mà bị buồn ngủ đó, thì bữa nay họ phải tập hướng tâm đến đề mục, tập trung tư tưởng hướng đến đề mục, niệm sát sao. Rồi trong khoảng chừng 5-3 phút, ngày hôm sau họ quyết tâm hướng đến đề mục, niệm sát sao trong khoảng 10 phút. Rồi vài ngày sau họ quyết tâm chú ý đến đề mục có khoảng 15-20 phút. Cứ đôi ba ngày cái họ bắt đầu họ lên thời gian, họ kéo dài cái thời gian hướng tâm đến đề mục. Cứ làm như vậy, dần dần rồi nó quen đi, thì bắt đầu tâm được tu tập. Mà khi tâm được tu tập như vậy đó, được hướng tâm như vậy, rồi cho đến khi mà vị đó đạt được, chứng được, sanh khởi cái tâm sơ thiền, thì lúc bây giờ sơ thiền đó chi tâm nó có cái đặc tính là đối trị với hung thủy cái, chứ không phải là chúng ta lấy cái thuộc tánh tâm ở trong một tâm nào đó, nội một cái thời gian mà chúng ta lấy cái thuộc tánh đó, cái gì lấy, không thể. Tâm nó tự sinh khởi khi mà nó gặp cảnh. Còn nói theo thường thức thì chẳng qua là tận dụng cái đặc tính của tâm, và chúng ta tu tập theo cái hướng đó, chỉ vậy thôi. Cũng như khi nói đến chánh tư duy ở trong Bát Chánh Đạo, chi pháp là tâm sở tầm, đúng, nói theo thực tính là như vậy. Nhưng mà thực ra thì chánh tư duy sinh khởi nghĩa là suy nghĩ về ly dục tư duy, vô tham tư duy, ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy. Thì lúc mà mình suy nghĩ như vậy đó, là lấy cái chức năng của tầm ra để mà tu tập. Chứ kỳ thật là nó phải cả một chỗ dài của cái lộ trình tâm, nhiều lộ trình tâm. Và nhiều lộ trình tâm đó có cái động lực thiện, và cái động lực thiện này tức là những tâm thiện sinh khởi. Ở trong tâm thiện đó thì có cái sự lớn mạnh về tâm để mà suy xét về ly dục, suy xét những cái pháp vô sân, suy xét những cái pháp bất hại, chứ không phải là cái sở hữu tầm này nó đóng cái vai trò được. Cái sở hữu tầm mà chúng ta đang học ở trong cái tâm tự tha biến hành đó thưa quý vị, cái sở hữu tầm này nó chỉ có mặt ở trong mỗi một sát na, để nó giúp cho các pháp đồng sanh hướng đến đề mục thôi. Nhưng mà hễ các pháp đồng sanh đó
mà diệt thì tầm đó nó cũng diệt mất, mỗi mỗi sát na thì nó nhanh quá, do đó cho nên tầm nó cũng phải theo nhóm tứ dinh quẩn đó, bị nó thuộc hành quẩn. Thì ở đây thưa vị, nói tóm lại là cái chuyện mà chúng ta tu tập là một chuyện khác, còn mà nói chúng ta giải thích về cái thực tánh, cái thực tánh của cái pháp đó thì là một chuyện khác nữa. Cho nên ở đây một cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu thì Thượng Tọa muốn gửi để cho Phật tử chúng ta suy nghĩ, là tâm sinh khởi từng sát na, và mỗi sát na có nhiều cái thuộc tánh phối hợp, trong đó có thuộc tánh tầm, vân vân. Vậy mà khi mà đề cập đến cái pháp tu tập thì Đức Phật ngài dạy hãy tu tập ly dục tầm, vô sân tầm và bất hại tầm. Rồi bây giờ nó có sát na, làm sao chúng ta lấy ra chúng ta tu tập được? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, một đằng thì nói theo cái pháp thực tính quy luật của tâm pháp, còn một đằng là nói theo cái tính cách thường thức. Bây giờ chúng ta hãy thưởng thức cái món ăn, chứ chúng ta lên ngồi ăn, chúng ta không thể nào mà chúng ta tách rời ở trong này có cái vị, có đường, có muối, hay là có hành. Chúng ta khỏi cần phải phân tích cái đó. Cái chuyện mà phân tích đó là cái chuyện, cái công thức của công thức nấu ăn của người đầu bếp. Khi nào mà chúng ta đang học như thế này là chúng ta đang là những người đầu bếp học cái công thức nấu ăn. Nhưng mà đến chừng lúc mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta hay thưởng thức cái món ăn. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đôi điều ở trong câu hỏi số 2 về Nam Mô Bụt Thầy. Sao tôi cứ chuyện một chút xíu, mà chúng tôi chút xíu điều gì cũng chưa cần thiết với Phật tử lắm. Nhưng mà có lẽ là Thượng Tọa cũng là lúc Thượng Tọa có thể nói trước. Bởi vì câu hỏi này phải là chúng ta học rất nhiều chúng ta mới thấy được cái sự cần thiết. Bây giờ thường thường mình thấy hay có một cái sự gọi là dài dòng khi mình phải nói rằng ngũ thiền theo Thắng Pháp và tứ thiền theo Kinh Tạng. Cái sự khác biệt đó chỉ có một cái là có thêm cái chuyện mà một cái tầng thiền gọi là hữu tứ mà vô tập, trong khi đó ở trong Kinh Tạng là có đủ năm chi thiền, hoặc là nhị thiền thì vô tầm vô tứ. Thì có nhiều người họ thắc mắc là bây giờ tại sao mình phải chia có cái pháp gọi là hưởng tứ vô tầm chi cho mất công vậy, tại sao không lấy bốn thiền như trong Kinh Tạng cho nó gọn? Thì thực ra khi mình học Thắng Pháp mình hiểu câu này nó hơi nghi ngô, nhưng mà xin tổ quan hỷ giải thích thêm một ít cho Phật tử về điểm này. Kính tỉnh thưa thầy. Kính bạch trên tầng, kính thưa quý vị, thực ra thì ở trong Kinh Tạng cũng vẫn có nói đến, như là ở trong bài kinh Sankhiti Sutta, kinh Phúng Tụng Trường Bộ Kinh, có ba loại định: định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ. Thì như vậy tầm tứ nó đi song song ở sơ thiền,
Nhưng mà đến cái cấp độ cao hơn sơ thiền đó thì bỏ tâm chỉ còn có tứ thôi, gọi là avitakka vicharamatta, người gọi là vô tập hữu tứ. Rồi từ cái thiền mà bỏ tâm bỏ tứ đó, avitakka vichara, thì thiền cao hơn là vô tập vô tứ. Thì ở trong thánh pháp, khi mà giữa khi mà Đức Phật ngài thuyết ba loại định đó rồi đó, thì ở trong thánh pháp ngài có nói thêm là sơ thiền có tầm tứ, nhị thiền thì vô tầm nhưng mà hữu tứ, đó là định thứ hai. Còn định thứ ba đó là định vô tầm vô tứ, nhưng mà trong cái định vô tầm vô tứ này nó có trường hợp là có hỷ lạc, vừa có phi tí mà vừa có sumanassa. Rồi thứ đến nữa là có một loại định vô tầm vô tứ mà nó bỏ phi tí, bỏ hỷ, chỉ còn có lạc và ekakata là nhất hành mà thôi, hay lạc bình định mà thôi. Và kế nữa là có một loại định vô tầm vô tứ mà bỏ hỷ, bỏ lạc luôn. Chẳng những bỏ hỷ rồi mà bây giờ phải bỏ lạc luôn, vì trú xã và ekakata là định mà thôi, nhất hành mà thôi. Cho nên định vô tầm vô tứ mới có ba trường hợp. Định vô tầm vô tứ có ba trường hợp, cộng thêm với định vô tầm hữu tứ nữa là bốn, cộng với loại định sơ thiền là hữu tầm hữu tứ, giờ đó là năm. Không biết quý vị nghe kịp hay không. Nếu không kịp thì ai nói người đó nghe. Chúng tôi nói chúng tôi nghe. Bây giờ chúng ta trở lại với thứ bậc thiền ở trong tạng kinh. Ở trong tạng kinh tại sao không nói đến năm như vậy? Nãy giờ phân tích tại sao thắng pháp lại chia có năm, năm bậc thiền. Thì lý do là dựa vào ba loại định, và cái định thứ ba đó nó xảy ra ba trường hợp, cho nên nó thành ra năm. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói đến kinh tạng tại sao lại không nói như thế? Ở đây thưa quý vị, kinh tạng chỉ có nói tịch túc, Chetukkacchana, tức là cái hệ thống bốn thiền mà thôi. Lý do tại sao? Không phải là giận. Năm thiền của thắng pháp, mà là vì y cứ vào cái cõi thiền tái sanh, y cứ vào cõi thiền tái sanh. Người mà chứng được sơ thiền đó, sơ thiền thiện đó, nó tạo ra quả thức là quả sơ thiền, tái sanh ở cõi ba cõi sơ thiền là phạm phủ thiên, phạm trúc thiên, đại phạm thiên. Ba cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền ở đây tức là thiểu quan thiên, quan thiên và
vô lượng tịnh, vô lượng quang thiên. Thì ở đây thưa vị, ba cõi nhị thiền này là cái cõi tái sanh cho người, cho chúng sanh chứng được định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ mà còn hỷ lạc. Nói cho rõ gì? Nói cách tóm tắt, tức là người chứng được sơ thiền, nhị thiền ở trong diệu pháp, trong thắng pháp, thì sanh về cõi nhị thiền, sanh là ba cõi đó. Sanh về cái cõi thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Thì ở đây trong kinh tạng thì chỉ cần biết rằng là hễ chứng thiền nào mà sanh về ba cõi này thì gọi là nhị thiền, bởi vì cao hơn ba cõi sơ thiền. Thì đương nhiên là ba cõi nhị thiền này lấy cái gom hai cái thiền gọi là định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ hỷ lạc. Thì như vậy là kể như vậy thiền, gom là kể như vậy thiền. Còn ba cõi là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên á, được gọi là cõi tam thiền, ba cõi tam thiền. Và ba cõi tam thiền này tất nhiên nói theo thắng pháp thì là một người là chứng được tứ thiền, tức là định vô tầm vô tứ mà bỏ hỷ vi thí, chỉ còn lạc và định thôi, thì sanh về cái cõi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và tịnh thiên đó. Rồi cái bảy cõi tứ thiền, tức là cái cõi quảng quả, cõi vô tưởng, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kính thiên, thiện kiến thiên, sắc thú cánh, là năm tịnh cư, năm cõi tịnh cư. Thì ở đây người mà đắc được định sắc giới vô tầm vô tứ, bỏ hỷ bỏ lạc, chỉ còn có xả và nhất hành, thì người đó nếu là phàm phu hay là thánh hữu học, nếu là thánh hữu học hay là phàm phu mà không có ước nguyện khác thì sẽ sanh về cõi quảng quả, we have flat. Còn nếu như hạng phàm phu mà đắc được ngũ thiền đó, đắc được định vô tầm vô tứ, bỏ hỷ bỏ lạc đó, rồi vị đó khởi lên cái ước nguyện sau khi thấy được, sau khi thấy được cái sự phiền toái của tưởng, cho nên vị đó mới có ước nguyện rằng mong đời sau ta sẽ không có tâm, tức là không có tưởng, mới sanh về cõi vô tưởng. Như vậy cái năng lực ngũ thiền sanh cõi vô tưởng. Còn riêng về cái bậc A Na Hàm mà đắc được ngũ thiền thì không sanh về cõi quảng quả, không, đương nhiên là không sanh về cõi vô tưởng, mà sẽ sanh cái cõi tương ứng với ngũ thiền, đó là năm tịnh cư, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, vô phiền thiên, thị hiện thiên, thị kiến thiên và sắc thú cánh. Như vậy là cái sự phân loại bảy cõi thiền này được gọi là bảy cõi tứ thiền. Do đó cho nên ở trong kinh tạng chỉ phân định bốn thiền,
đắc thiền, thiền chứng nào mà sanh về cho, sanh về cõi sơ thiền, cõi phạm thi sơ thiền, thì đó gọi là thiền, thì tâm sơ thiền. Còn tâm thiền nào mà cho quả tái sanh về cõi nhị thiền, ba cõi nhị thiền, thì được gọi là tâm nhị thiền. Còn loại thiền chứng nào mà cho tái sanh về cõi bảy cõi, ba cõi tam thiền, thì đó gọi là tam thiền, gọi là tâm tam thiền. Và thiền chứng nào cho sanh về bảy cõi tứ thiền, thì thiền chứng đó được kể như là, được kể như là tâm tứ thiền. Như vậy thì tâm tứ thiền của tạng kinh nó tương đương với tâm ngũ thiền của tạng vi diệu pháp, tạng thắng pháp. Tam thiền của tạng kinh tương đương với tứ thiền của tạng vi diệu pháp, vì đồng là định vô tầm vô tướng, bỏ hỷ còn lạc. Còn nhị, còn nhị thiền của tạng kinh thì tương đương với cái định vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ còn hỷ lạc của thắng pháp. Tức là cái định nhị thiền, cái tâm nhị thiền của tạng kinh đó, nó gồm cả tâm nhị thiền và tâm tam thiền của thắng pháp. Và sơ thiền của tạng kinh tương đương với sơ thiền của thắng pháp. Nói tóm lại, trong thắng pháp phân loại thành năm bậc thiền là do dựa vào ba loại định mà ra. Còn ở trong tạng kinh phân loại chỉ có bốn bậc thiền, là tại vì dựa theo bốn cõi thiền sắc giới, phạm thi sắc giới, bốn cõi thiền phạm thi sắc giới. Thì đó là những điều mà chúng tôi cố gắng trình bày, chỉ hy vọng một chút thôi, hy vọng quý vị hiểu một chút được rồi. Chứ còn bây giờ đêm khuya bắt như thế này mà bắt quý vị hiểu hết những gì mà ở trong thắng pháp và trong kinh tạng mà chúng tôi trình bày, chắc có lẽ là quý vị tối nay ác mộng, tối nay sẽ ác mộng. Thôi được, bây giờ chúng tôi xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính đức Thượng Tọa Siêu. Để thỉnh Thượng Tọa trả lời cho một câu nữa rồi Thượng Tọa đi nghỉ. Xin Thượng Tọa có thể post dùm câu thảo luận số 4 rồi. Để đang gặp trục trặc kỹ thuật không có post được. Bên trên đó thì sức từ đó có ghi giải là như là hai tâm si, không có cái thuộc tánh dục là phải rồi. Nhưng mà có nhiều người sẽ hỏi là ủa tại sao hai tâm sân lại có thuộc tánh dục ở trong đó. Xin từ đó có ghi giải về điểm này. Dạ, kính thưa từ đó. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cái chữ dục nào cũng là dê, u, cờ, nặng.
cứ là u cờ út nặng ục và ục dục như vậy thôi. Cho nên là cứ diễn vậy. Cho nên chúng ta nghe chúng ta tưởng đâu là dục đó là chữ kama, tức là chỉ cho cái lòng tham, cái lòng tham muốn về vật chất, sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngô xúc lạc. Thành thử chúng ta mới có một điều thắc mắc là tại sao tâm sân mà vẫn có thuộc tánh dục chứ không phải, thưa quý vị. Chữ dục ở đây là chữ chanh đá. Chữ chanh đá có nghĩa là cái sự mong muốn là cái trạng thái mong muốn. Thì như vậy tâm tham có cái thuộc tánh, chẳng những là tham mà nó có thuộc tánh dục nữa, là tại vì dục đó nó mới giúp cho cái tâm tham nó mới mong muốn sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc muốn hưởng. Cái đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà tâm sân vẫn có cái thuộc tánh chanh đá này là bởi vì khi mà giận quá thì cái ý muốn là phải nấu cho hả miệng, cho đã miệng, nấu ra chửi người ta, mắng người ta cho nó đã miệng, hay là muốn làm cho người ta khổ để cho hả giận bằng cách là đánh đập hay giết hại vân vân. Thì cái chữ chanh đá đó nó làm cái công việc này, nó làm cái công việc này. Chữ chanh đá đó nó sẽ xúi dục cho các cái thuộc tánh khác như là sân vân vân, để mà làm cái công việc mà tạo ra, thực hiện cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên trường hợp nó có cũng được chứ. Khi mà chúng ta hiểu rõ cái thuộc tánh chanh đá dục thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ hiểu được. Bởi vì chúng ta học chữ nghĩa, vấn định nghĩa, Phật pháp và định pháp bị chú ý. Cũng như trong tiếng Hán có một câu mà chúng ta hãy tận dục thân an, tận dục bệnh. Để chúng ta nghe sao lạ vậy? Nghĩa là siêng dục quá thì thân an, mà siêng dục quá thì thân bệnh. Sao nó vậy? Không phải. Cái chữ dục trong chữ Hán cũng khác. Chữ dục vừa trước á, có nghĩa là tắm. Tần dục thân an, tức là hãy mình siêng tắm đó thì cái thân nó thoải mái, nó dễ chịu, gọi là thân an. Tận dục bệnh, tần chứ không phải là tận, tần tảo đó, chữ tần tảo xưa sư Nguyên Thông viết để vô quyền cho đừng có dấu nặng. Còn cái mà tần dục bệnh đó là tại vì thế này, một người mà sống một đời sống trụy lạc, trác tán, nghĩa là thường xuyên hưởng dục, thì như vậy lâu ngày thì bị bệnh chứ, thân nó bị bệnh chứ đâu có gì lạ. Cho nên ở đây đó, trong cái tiếng Hán cũng là trong tiếng Bali, trong cái tiếng Việt của chúng ta, về chữ dục nó có nhiều nghĩa. Mà ở đây chúng ta nên lấy cái nghĩa
theo từ Pali. Bởi vì chữ dục, chữ sanh đá đó, nó có ba nghĩa. Một nghĩa gọi là kamachanda, tức là dục dục, dục dục, hay gọi là tham dục, tức là muốn hưởng thụ sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, muốn cảnh dục. Còn thứ hai gọi là tamachanda, là pháp dục, cũng là muốn. Nhưng mà một người mà họ muốn làm việc thiện, muốn bố thí, muốn trì giới, muốn tu thiền, muốn nghe pháp, gặp đi đến đi vào trong chánh điện, thì người Phật tử chúng ta khởi lên cái ước muốn là đại lễ Phật, hay gặp chư tăng là ước muốn cúng dường, mình muốn cúng dường, thì như vậy cái đó là pháp dục, tham mắt thanh đá. Còn có một cái trạng thái dục khác là gọi là cách túc công gia ta thanh đá, tức là tác dục. Muốn hành động vậy thôi, muốn hành động. Dục mở trong tâm sân đó, dục đó không phải là tham dục. Dục ở trong tâm sân cũng không phải là pháp dục, bởi vì pháp dục là thiện. Nhưng mà dục ở trong tâm sân, cái đặc tính của nó là tác dục, tức là muốn thể hiện, muốn hành động, như vậy thôi. Quý vị nhớ kỹ cái chỗ này chứ. Hồi xưa đến giờ có cái chỗ giải thích, người ta chỉ dẫn chứng thôi, nhưng mà chúng ta theo đó chúng ta tưởng đâu tác dụng thôi là cái muốn của vị A-la-hán. Ngài muốn đắp y, muốn mang bát, muốn đi phát thực, muốn thuyết pháp, cũng không phải. Cái đây dẫn chứng là hoàn toàn đời sống của vị A-la-hán, nếu Ngài khởi được cái sự muốn, cái tâm muốn, cái tâm mong mỏi, thì chỉ là tác dụng. Nhưng mà trong đời sống phàm phu của chúng ta thì có những cái loại tâm mà cái chức năng của nó chỉ là tác dục, dục phối hợp trong những loại tâm đó là tác dục là thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cho rõ một chút xíu, để chúng ta đừng có bị hoài nghi hay thắc mắc những cái ý nghĩa này ý nghĩa khác. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng Nam Mô Phật Thầy. Sa thủ kính truyền Thượng Tọa Tuệ Siêu. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn nói một điểm này với quý Phật tử là ở trong lớp học này, quý Phật tử có một điều đặc biệt rất là may mắn hơn Thượng Tọa Tuệ Siêu và chúng tôi khi mà còn học và thắng pháp đó. Đó là chúng ta có hai vị giảng sư cho một lớp học. Ở trong bất cứ bài thắng pháp nào, quý vị để ý thấy rằng thường là nếu mà một vị giảng sư mà giảng không có tập trung rất là dễ đi xa đề tài, tại vì từ vĩ mô đến bình diện rộng, từ thắng pháp và kinh tạng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ giảng chuyên quá đó thì thật ra nó rất là đậm đặc, rất là khô khan mà không hiểu được. Thật ra thường là có hai vị giảng sư đó, thì chúng tôi làm một việc, sư đội tự siêu làm một việc. Dạ, ví dụ như chúng tôi giảng bài học đó theo sát với cái khung, cái dàn bài của bài học. Và đến khi có những điểm nào mà cần khai triển rộng hơn thì từ đó tôi siêu là vị khai triển rộng hơn. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi nãy chúng tôi hỏi về
bốn thiền và năm thiền. Tự nhiên chúng ta đang học về thuộc tính, thuộc tính tợ tha, bị cảnh, mà chúng ta ở bốn thiền năm thiền, quý vị nghe sao tự nhiên lạc đề vậy. Nhưng mà kỳ thật chúng ta có nói đến tầm, nói đến tứ, chứ là nói đến những cái tâm sơ thiền, những tâm dị thiền, những tâm hữu tầm hữu tứ, những tâm vô tầm hữu tứ. Nhưng mà trong lúc mà chúng tôi giảng á, mà chúng tôi lại đi xa hơn đó, từ năm thiền qua bốn thiền, rồi bốn thiền liên quan đến các cõi đó, thật ra quý Phật tử quý vị sẽ mất hút. Nên chi có phần là chúng tôi giảng thì chúng tôi sẽ bám sát với cái bài học, nhưng mà sau bài học đó rồi đó lại có được thêm thì tôi siêu nữa đó, thì quý vị sẽ nghe chủ tọa đề cập đến những vấn đề khác. Đây là một cái lợi điểm rất lớn, nếu mà người nào từng học thắng pháp thì quý vị sẽ thấy rằng cái lớp học này nó là một cái cơ duyên rất là tốt để học ở trong những trường hợp này, một cái cơ duyên mà chúng ta không có ở những lớp học khác. Thật ra hồi còn nhỏ mà chúng ta từ siêu và chúng tôi học cái ngày tình sự với sư trưởng, và chúng tôi học được về chắc đỡ khổ lắm. Chúng tôi phải nói hồi nhỏ phải nhận là học trần ai, học trần ai, tức là có nhiều khi ngày tình sự hay là sư trưởng giảng có rất là đậm đặc, rồi chúng tôi phải mò mẫm, rồi có chỗ nào thắc mắc rồi hỏi chuyện này, chứ không phải như là quý sư Phật tử bây giờ có vị ngồi giảng rồi có vị hỏi dùm. Thật ra công việc của chúng tôi có nhiều khi chúng tôi hỏi dùm quý vị, hỏi dùm câu này, hỏi dùm câu kia, và khi chúng tôi hỏi dùm thì chúng tôi lựa câu nào nó liên quan tới bài học có lợi để học, thật ra quý Phật tử có lợi đó. Nên chi chúng ta cố gắng để tận dụng cả hai phần, đừng nghĩ rằng cái bài học chỉ có tốt ở cái phần mà mình giảng chuyên tập trung vào cái giảng bài, và cũng đừng nghĩ rằng bài học chỉ tốt ở những phần mà chúng ta nghe giảng thêm, giảng bổ túc. Nếu mà trong cùng một lúc mà chúng ta giảng hai điều đó thì ra nó có thể. Chúng ta nhớ rằng một ở trong những vị giảng sư mà giảng Abhidhamma rất là lý thú, đó là sư Giác Nguyên, mà chúng ta thường gọi là sư Tuệ Khanh đó. Nhưng mà chúng tôi cũng nghe nhiều Phật tử họ than với chúng tôi rằng có khi sư Tuệ Khanh sư đang giảng sư tán rộng quá, sư tán rộng đó, sư quên cả đường về, sư không biết sư đang giảng tới đâu, sư không nhớ đang giảng tới đâu, và quý Phật tử cũng không nhớ là đang giảng cái gì. Thì cái này là chúng tôi phải nhìn nhận rằng đôi khi nó có những vấn đề mà chúng ta phải theo. Chúng ta phải theo, nhưng mà nếu mà chúng ta theo mà theo sao quá, điệu hổ ly sơn ha, bị đánh lạc hướng, mà chúng ta theo rộng quá thì nó cũng lạc đi. Thật ra khi quý vị học, quý vị cố gắng để thấy được rằng sau cái phần mà giảng chính thì chúng ta có phần các câu hỏi, và khi có những câu hỏi đó, thì chúng ta có thể đi vào nhiều cái lĩnh vực hay nhiều cái phạm vi mà nó rộng hơn, nó khác hơn. Và chúng tôi nói hoài ở trong lớp thắng pháp đó là luôn luôn nó có một sự giằng co giữa cái cách nói vĩ mô và cách nói đại loại, hay là cách nói trên bình diện rộng, mà thì đạo tu sĩ thường nói là okay, cách nói theo thực tính pháp và cách nói theo thường thức. Nhưng mà kỳ thật như vậy là nó cũng là một cái pháp của Phật, nhưng mà đôi khi mà chúng ta đề cập đến phương diện vĩ mô thì nó là một chuyện khác, và khi mà chúng ta nói theo cách nói bình thường ở ngoài nó là một chuyện khác. Hai cái này phải phân biệt rất rõ, và do vậy nó là một sự giằng co. Và nếu khi mà chúng tôi đang giảng mà chúng em kinh tạng vào giảng hoài đó, quý vị Phật tử, quý vị nghe, quý vị sẽ bị đánh lạc hướng, sẽ đi lẫn lộn. Nhưng mà có nhiều điểm mà không thể giảng mà không có kinh tạng, nhưng mà cũng có nhiều điểm là phải phân biệt rõ giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Về điều này đó thì chúng tôi nói chung trường hợp hiện nay chúng ta có COVID-19 đang hoành hành. Thường nếu quý vị để ý, quý vị thấy rằng các chuyên gia đó họ hay nói về COVID trên hai phương diện, một cái phương diện trên phương diện bình diện rộng và trên phương diện bình diện có tất cả là chuyên môn. Ví dụ như trên trường hợp rất là chuyên môn thì không thể nói rằng mình đeo khẩu trang là cái cách an toàn nhất, bảo là an toàn 100% thì không có. Và thậm chí người ta còn nói rằng cái người đeo khẩu trang mà có nhiều khi làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu, rồi cái tay mình kéo lên kéo xuống là nó dễ bị lây thêm,
Đó là họ nói một cái rất là tinh tế. Nhưng mà trên phương diện bình dương rộng á, thì người ta nhìn nhận rằng cái khẩu trang giúp hạn chế cái độ mà lan xa của COVID, của virus, của virus đến những người xung quanh. Thí dụ như mình đang nói chuyện mà có khẩu trang á, thì cái khả năng mà nó lan xa nó ít hơn. Và đồng thời khi mà mình nói, mà người khác họ nói chuyện hay là mình đi vô trong một chỗ đông người á, mà có khẩu trang thì nó vẫn tốt hơn là không có khẩu trang. Thì nó phải tùy theo cách nói. Chứ nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta nghe nói ủa tại sao có người họ nói rằng khẩu trang rất là cần, mà có người khác nói khẩu trang không bảo đảm. Không bảo đảm thì mang gì? Dạ, thì cái không bảo đảm nó có cái đúng của cái không bảo đảm, mà cái mà cần nó cũng có cái đúng của cần. Nó tùy theo cái phương diện thực cái nói. Tại khi mà mình Đức Phật ngày hay có ngày hay có nói cách nói như vậy, là khi ngày đưa ra một cái gì đó, một cái lời giải nào đó, người có trí nhờ như vậy mà hiểu rõ vấn đề. Dạ, người có trí nhờ như vậy hiểu rõ vấn đề, có nghĩa là việc đó đôi lúc chúng ta cần nhìn từ nhiều cái góc cạnh, nhiều cách nói, nhiều phương diện. Nên chúng tôi chỉ muốn nhắc quý Phật tử là chịu khó lắng nghe cả hai. Và nó lợi lạc lắm, và rất là lợi lạc. Thứ vì chúng tôi không phải là vì là người giảng cái lớp này mà chúng tôi nói, nhưng mà chúng tôi nói rằng ở trong một cái lớp thắng pháp mà có hai vị giảng sư như lớp học Buddha Dhamma ở tại đây đó, là một chuyện cực kỳ hiếm. Mà trong suốt cuộc đời chúng tôi chưa bao giờ được học một lớp học nào như vậy. Và với hai vị giảng sư, mà một vị là phụ trách giảng bám sát vào trong giảng bài, một vị thì khẽ những cái câu hỏi, những vấn đề thì kể ra, nếu mà quý vị có học gì pháp, quý vị sẽ thấy rằng cách học nó rất là lợi lạc và cũng cách may mắn cho người học. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trường chiều tôn đức, đặc biệt là trường tội tự siêu đã vào giảng cho các câu thảo luận ngày hôm nay. Đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sát thủ lành thai. Con đang nhận nguyện thay mặt đại chúng rung rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thích pháp. Kính cảm ơn quý ốp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trung chánh pháp nhiệm mẫu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kincit kusala kamang kata pagiriyam mamangkaye navaja manasa didase sukatang katang yeta pasanyino atiye yasanta asanyino katang bunya kalang mayan sapi paki pawantute yetang katang suwitang yenang bunya kalang mayan yeta Anacanan Pideva Gantuanimeja Yumsa Pelokam Yesa Tachi Vanda Harane Tuka Madunyam Kojanan Sa Pelapantumamachi Parapati. Con xin hồi hướng phước lành nàng các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn Phật chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hương thường kiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường
bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cõi.